Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2019. Và hôm nay thì chúng tôi về được hai chiếc máy cắt bê tông và chúng tôi quay lên để các bạn có thể tham khảo và thấy được. Trước mắt các bạn đây là hai chiếc máy cắt bê tông của Điện Máy Bình Sơn mới về ngày hôm nay. Và các bạn có thể thấy được hai chiếc máy này nhìn thoạt qua thì ai cũng nghĩ rằng hai chiếc máy này giống hệt nhau. Nhưng mà thực ra là nó khác nhau ấy. Chiếc bên trái các bạn đây là chiếc máy cắt đường hay gọi là máy cắt bê tông đẩy tay Mikasa MCD24V. Còn chiếc bên tay phải các bạn đây là Mikasa MCD216V DXS. Chiếc này là DX và chiếc kia là DXS. Rồi, vì các bạn nhìn qua thì các bạn nghĩ giống nhau đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích chi tiết để các bạn có thể thấy nó khác nhau như thế nào. Đây là hai chiếc khung cắt đường bê tông đều lắp được lưỡi 350 các bạn nhé. Với lưỡi 350 thì các bạn có thể cắt tối đa độ sâu khoảng tầm 16 phân, 15 đến 16 phân và chúng ta sẽ đi vào chi tiết để các bạn thấy được. Hai chiếc khung cắt bê tông, hai bộ máy cắt bê tông khung cắt này thì đều là hai bộ máy đời cao. Và đời cao như nào thì các bạn có thể thấy được hai chiếc này nó đều có hai tay quay, một tay quay chuyển động và một tay quay để nâng cao và hạ thấp cái độ sâu của đường lưỡi cắt. Các bạn có thể thấy khung hàng Nhật nhìn rất dày. Hàng này là hàng MCD24V của Mikasa nhá. Mikasa nó một cái thương hiệu hàng đầu luôn trên thế giới, chuyên về máy xây dựng. Kubota thì chuyên về máy nông nghiệp, còn Mikasa nó chuyên về máy xây dựng. Các bạn nếu mà ai dân xây dựng thì chả lạ gì thương hiệu Mikasa nữa rồi. Bản chất vì là máy xây dựng nó không có hàng tàu nhiều, chủ yếu là hàng Nhật. Do đó thì Mikasa và nó là hàng đầu luôn, nhất là những cái máy đầm cọc. Và đây là hai cái máy cắt đường của Mikasa. Đây là hàng nguyên bộ luôn, Nhật nội địa. Và chúng ta sẽ đi chi tiết. Chiếc MCD24V này là model nhỏ hơn so với MCD26. Chiếc này nó khác như nào? Khung của nó thì đều có hai tay quay. Đây là tay quay để ấy này các bạn này. Đây là tay quay để nâng cao và hạ thấp cái đường lưỡi cắt này. Đây là tay quay để di chuyển này. Mà có một cái khóa đây. Khi mà các bạn khóa vào thì nó sẽ bắt chuyển động. Đấy, còn các bạn đây là chúng tôi đang không khóa. Rồi, các bạn có thể thấy model của nó đây nhá. MCD24VDX. Chiếc này là của Mikasa luôn các bạn thấy không? Made in Japan này. Sản xuất tại nhà máy Mikasa Changyoko chúng là tên là ở Chiyoda các bạn nhé. Đấy, MCD chiếc này thì trọng lượng của nó là 130 kg. 130 kg. Động cơ của nó là động cơ Suru Robin EH25OHV đời cao luôn. 8.5 EH25 công suất 8.5 HP. Cô thẳng, tua nhanh, chế hòa khí Mikuni. Máy này rất là đẹp nhá. Đấy các bạn thấy không? Khung giá này rất là mới luôn. Nói chung là máy cắt đường bãi thì thường người ta, máy xây dựng người ta dùng thì thường nó sẽ bẩn hơn so với những cái dòng máy nông nghiệp, bởi vì là cái môi trường máy xây dựng làm ở si cát các thứ ấy, nó bám bẩn hơn máy nông nghiệp rất là nhiều. Máy nông nghiệp chỉ là đất thôi. Mà các bạn có thể thấy tình trạng của máy này còn rất là đẹp. Lốc của nó sáng bóng luôn. Đây các bạn thấy không? Mô đen nhá, EH25. Đó. Robin này. Đó, EH25 này. Tem Lema. Tem này là tem đảm một số trước tôi đọc một số comment các bạn bảo là tem này là tem hàng tàu, tôi lại các bạn luôn. Tem này là tem đạt tiêu chuẩn khí thải thân thiện với môi trường. Máy tàu tem này đâu. Một số bác còn cười đặt là tem này là tem hàng tàu. Vì sao em thấy mấy cái máy cắt cỏ đều có cái tem này? Xong một số bác nhảy vào comment tem tàu, buồn cười chết được. Rồi, nói qua về chiếc này các bạn có thể thấy khung rồi. Ốc các thứ nhìn rất là dày dặn. Cái này lắp lưỡi 350 nhá, tối đa các bạn nhá. Chiếc bên này là Mikasa MCD26V DXS này. DXS là phiên bản có đề. Các bạn thấy động cơ của nó là Robin EH30, công suất là 9 HP. Con này là EH25 này, 8.5 HP. Con này là EH30 9.0 HP, Robin Subaru luôn, Pro HV này, công nghệ đời cao này. Có đề nổ các bạn thấy không? Có đề nổ luôn, vẫn còn ắc quy và lưỡi. Con này thì mỹ mãn rồi, Mikasa. Con này thì cũng lắp được lưỡi 350. Con này một tạ 6. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết phần này nhá. Nó hơn con kia một cái là nó có đồng hồ rồi. Mà đồng hồ này cũng chết rồi. Này hơn này, hơn cái đồng hồ này đâu. Đồng hồ này là vừa có thể đếm tua mà vừa có thể tính giờ. Nó giống như kiểu máy đầm cóc á. Nhưng mà cái đồng hồ này hỏng rồi.
Con này là một tạ 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 6 các bạn này. 158 kg, con kia là một tạ 3. MCD 216V đấy két này. Các bạn thấy không? Sản xuất tại nhà máy Sangyo Co chúng ta. Made in Japan. Hai cái bộ này nếu mà giá tại Nhật á, nguyên bản của nó rơi vào tầm gần 100 triệu. Bộ này thì không đẹp bằng đấy. Thì các bạn có thể thấy bàn nó hơi dỉ một tí thôi, không vấn đề gì, vẫn ngon, ok. Bộ này thì quá đẹp rồi. Giá bộ này sẽ chênh với bộ này khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Rồi nếu các bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ điện máy Minh Sơn theo số điện thoại 0961 319 345 hoặc 0974 47 0997, vui lòng like, subscribe kênh nhé. Đăng ký vào chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ở này đùa cái mà nó nổ các bạn ạ. Các bạn thấy không, nổ luôn rồi. Tôi đè đùa cái mà nó nổ mà. Xả lại. Một số bạn cũng thắc mắc là tại sao chúng tôi không hạ lưỡi cắt. Bởi vì cắt hỏng, cắt đây nó sẽ bị hỏng. Hôm trước thử cái máy rửa xe xịt xuống đường mà một số bác nhảy vào chửi là phá hoại. Phá hoại đường. Thử cái máy rửa xe rồi, bây giờ chúng tôi không dám hạ xuống cắt. Cắt với các bạn lại chửi chúng tôi là phá hại vỉa hè, rất là mang tiếng. Rồi, vui vẻ tếu táo đùa thì thôi. Nếu các bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ điện máy Minh Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 47 0999, vui lòng like, subscribe kênh nhé. Nếu mà mua hàng muốn xem hàng trực tiếp thì qua CC3 khu đô thị Vân Canh, HUD Hoài Đức, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.